Quang Khánh xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn, chuyên mua bán xe ô tô đã qua sử dụng chính hãng. Và hôm nay thì sản phẩm Khánh mang đến cho cô chú anh chị là một mẫu xe rất là lướt và rất là cộp luôn ạ. Toyota Camry Hybrid đời 2022 và xe đi mới có 720 cây số thôi, chưa có thay nhớt 1000 cây luôn. Và con xe này là phiên bản cao nhất trong những cái dòng Camry hiện tại nha anh chị. Giá lăn bánh mới của nó là 1.650.000 và con này bên Khánh đang chào bán chỉ có 1.410.000 thôi. Rẻ hơn xe mới tới 200 triệu và có thể giao ngay, không cần phải chờ đợi hay là phải đặt là lịch xe gì cả. Và bây giờ thì Khánh xin mời cô chú anh chị cùng với Khánh đánh giá con chi tiết con xe Camry siêu lướt này nha. Tại sao thì Khánh nói là xe lướt thì chủ xe này mua khoảng vào cuối năm 2022 thì bây giờ nó mới chỉ lăn bánh được tầm khoảng 4 tháng vậy thôi anh chị. Lăn bánh chính xác là số km hiện tại là 720 cây số nha. Đăng kiểm cho tới tháng 2 năm 2025 luôn. Phiên bản Hybrid là phiên bản xăng điện được nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc. Và cái phần đầu xe và cái phần nói chung thì nhìn chung tổng thể con xe này nó không có khác biệt gì nhiều so với bản 2.5, nhưng nó vào vài tính năng cơ bản nó khác với 2.5 để chúng ta phân biệt phía bên ngoài xe rất là dễ. Thì cô chú anh chị có thể để ý cái phần logo này nè. Logo này nó sẽ có là màu xanh, đối với bản xăng điện nó sẽ có viền màu xanh nha anh chị, còn phiên bản thường là nó không có nha. Đó, và từ năm 2020 trở đi chúng ta có tích hợp thêm cái gói Toyota Safety Sense, thì trên cái logo này nó sẽ có tích hợp radar và cái một cái cảm biến camera trên này cho chúng ta. Đó, và camera 360 hai bên cái kính để truyền dữ liệu đầu vào cho gói Toyota Safety Sense nha anh chị. Phía trước thì chúng ta sẽ có trang bị 4 cái cảm biến va chạm phía trước nha. Và đối phía sau là 4 cái, thì tổng cộng xe này có 8 cái cảm biến nha anh chị nha. Đó. Biển số thì biển số Đồng Nai 61 60K 13280. Xe rất là lướt, 720 cây số. Một chiếc xe mà phải gọi là rất là cộp và siêu cộp luôn. Về phần cụm đèn chúng ta sử dụng đèn full LED nha anh chị. Đó, sẽ có một dải đèn auto ban ngày chúng ta phía trước bên này. Đó, và đèn bi là đi bi LED luôn nha. Đó. Xe thì vừa mới về tại đây lấy đăng cảng. Tuy là xe lướt, xe cộp nhưng mà xe cũ thì chúng ta sẽ không có tránh khỏi một số vết trầy sơ nhỏ nhỏ trên xe, giống như là cái cản phía bên này. Vết cản trầy xước này chính Khánh sẽ về xử lý lại bằng cách đánh bóng, tại vì đánh bát nó sẽ không, nó chưa có vô tới xương tới thịt của cái cản nha anh chị. Nước sơn thì nước sơn zin 100% cho chiếc xe này luôn và không có qua sửa chữa giảm giá gì trước khi vô tới đại lý nha anh chị. Thiết kế ngôn ngữ cười, mặt xe phía trước đầu xe nhìn rất là, chiếc xe rất là hài hòa, nó vui vẻ, nó không có quạo. Đó. Mâm thì chúng ta sử dụng mâm 18 inch nha anh chị, mâm 18 inch và sản xuất vào tuần thứ 20 của năm 2022. 4 dĩa được trang bị thắng dĩa hết, mâm hộp kim nhôm và phay đen. Đó. Chữ Hybrid được in dập trên cái phần vè của xe. Đó. Đây là một trong những cái mà đặc điểm khi mà chúng ta phân biệt so với bản 2.5V và Hybrid nha anh chị nha. Đó. Nước sơn thì zin hết 100% rồi, chúng ta không có cần phải bàn cãi tới nữa. Có trầy xước một tí xíu nhỏ thôi. Rồi, camera 360 thì chúng ta sẽ trang bị dưới hai cái kính chiếu hậu bên này nha. Đó. Một chiếc xe thật sự, một chiếc xe 720 cây số như thế này thì Khánh cũng không có gì để quay cho cô chú anh chị xem, tại vì nó quá mới rồi. Tính năng thì cô chú anh chị thậm chí còn biết nhiều hơn Khánh nữa, cho nên Khánh chỉ có thể quay một vài hình ảnh sơ lược để mọi người thấy xem nó như thế nào thôi. Tại vì khi mà anh chị mua lựa những cái dòng xe Camry Hybrid này nè, thì chúng ta bây giờ chúng ta mua xe mới á, thì nó phải đặt hàng cho tới tháng 7, tháng 10 mới có xe, mà cái giá nó lại tới 1.5 tỷ, 1.65 tỷ lận anh chị. Đó, mà con này chỉ có 1.410.000 thôi là chúng ta đã tiết kiệm 200 triệu so với xe mới rồi. Mà nó không khác gì một chiếc xe mới cả, 720 cây số, lăn bánh được 3 tháng. Đó, ghế da chúng ta sẽ đục lỗ lưng và yên ghế nha. Tất cả trên xe được zin hết, xe màu đen, nội thất đen. Đó, những cái miếng ni lông mà ốp cửa nè còn giữ lại luôn nha anh chị. Đó. Không phải là con xe này không phải là muốn tìm là có, tại vì người ta mua về không phải là mua bại kiếm một chiếc xe lướt 700 cây là có liền đâu anh chị. Lâu dữ lắm, hiếm dữ lắm mới có một chiếc. Mà anh chị nào mà chúng ta đi xe lướt, ta tiết kiệm, muốn tiết kiệm cái phần này so với xe mới,
thì con này rất là đáng để cô chú anh chị cân nhắc. Tại vì sao? Tại vì nó thật ra nó mới 700 cây, nó không ảnh hưởng gì tới chiếc xe mà nó lại tiết kiệm cho chúng ta phần xe, tiền xe hết 200 triệu nè, rồi phần phụ kiện gắn kèm theo xe rất là nhiều luôn anh chị. À, phía sau chúng ta trang bị 4 cảm biến nha. Tí nữa Khánh sẽ vô quay cái phần nội thất bên ghế tài cho anh chị xem. Vỏ dự phòng thì chắc chắn còn đây, chưa hạ rồi, kích độ đồ nghề còn full hết luôn cho chúng ta. Chiếc xe quá lướt quá cọp thì cũng không có, Khánh cũng không biết nói gì để cho anh chị ấy, nhưng mà có thể quay được những hình ảnh sơ lược về nước sơn và cũng như nội thất bên trong xe là được rồi. Logo phía sau cũng là có viền xanh nha anh chị. Phiên bản hybrid thì nó khác biệt tí xíu so với 2.5. 2.5 á, thì ở phía sau viền xe nè, nó sẽ là ở đây nó sẽ là 2.5, còn tùy theo dòng 2.0, 2.5 và hybrid nha. Từ khoảng tháng 4 năm 2014 thì những dòng Camry 2019 thì những dòng Camry nó đã chuyển về nhập Thái Lan rồi, nó không còn lắp ráp Việt Nam như hồi trước nữa. Rồi nó cũng đã đổi mẫu. Này, anh chị thấy ha. Rất là mới luôn. Xe lướt mà, đâu có ảnh hưởng gì. Hàng ghế sau là Khánh thấy hầu như là hình như là không có ai ngồi lên luôn. Hàng ghế sau nãy giờ Khánh quay là nãy giờ là không có thấy là có ai ngồi lên luôn anh chị. Ngay cả cái miếng dán đề can trên cái bảng điều khiển phía sau nè cũng còn mới nữa, chưa có hạ tháo tem ra luôn. Hybrid thì chúng ta nó tiết kiệm nhiên liệu khủng khiếp lắm anh chị. Nếu mà chúng ta chạy xe ở giải tốc độ thấp á, tầm khoảng 20-40 và thấp, thì cái động cơ điện á, nó sẽ hoạt động, nhưng mà cái tiết kiệm nhiên liệu nó tầm khoảng 4 lít rưỡi cho 100 cây, tiết kiệm khủng khiếp lắm. Xe không có đi, cho nên nó đóng bụi nè anh chị. Đó, mọi người thấy không? Đóng bụi nè ha. Đó, Khánh quẹt ngã là bụi quá trời. Khánh xe không có đi luôn, xe mua về để trùm mền hay sao, chạy có 700 cây. Ghế chỉnh điện hết rồi. Chỉnh điện 10 hướng nha anh chị nha. Rồi, bây giờ Khánh sẽ mời anh chị vào bên trong xe và đánh giá với Khánh con xe Camry Hybrid này nha. Thực sự Khánh sẽ không nói về cái tính năng và cũng như là thông số kỹ thuật của xe. Đó. Hiện tại Khánh đang đề máy. Mọi người không hề nghe tiếng máy nha, chỉ nghe cái động cơ dầu quạt gió nó thổi thôi. Còn cái động cơ lúc này nó đang hoạt động. Chúng ta vẫn có thể đạp ga. Đó, bây giờ khi mà động cơ nó rung lên nè, là chúng ta mới đang hoạt động cái động cơ. Thì số km hiện tại là 720 cây số nha anh chị. Cái này thì Khánh cam kết chất lượng xe cho anh chị luôn nha. Tất cả những cái này mua tại hãng thì cô chú anh chị không có cần phải lo lắng lăn tăn về cái vấn đề mà chất lượng xe nữa. Tại hãng cam kết đảm bảo hết rồi. 1.650 tỷ so với xe mới. Xe cũ đi 720 cây. Chỉ có 1.4 tỷ. Rẻ hơn 200 triệu. Rất là rẻ luôn. Một cái chiếc xe phân khúc này. Thay vì Khánh thấy nha. Một chiếc xe mà phân khúc hạng D như con này mà nó ăn đứt hết tất cả những dòng khác như Kia, Honda, Hyundai đó, thì trong cái thời gian, trong cái thị trường Việt Nam của chúng ta thì ai cũng đã biết tới cái tên Camry rồi. Ai cũng là quen với cái tên Camry rồi, tại vì chiếc Camry này nó ra đời 45 năm ở thị trường Nhật Bản, xong rồi tới thị trường Mỹ, tới thị trường Việt Nam. Nó ai cũng biết tới tên Camry và cái chất lượng xe của Toyota thì nó số 1 rồi. Về cái mà độ bền hay là tính năng hay là cho người ngồi sau, hành khách gì nó cũng tiện lợi hết. Bởi vậy những cái dòng Camry này nó rất là chuộng và rất là được chào đón ở những cái phân khúc mà dành cho xe sang đó. Và Khánh xin phép được sơ lược lại một vài thông tin cơ bản về con xe này. Toyota Camry phiên bản Hybrid là phiên bản cao nhất trong dòng Camry hiện tại nha anh chị, và được nhập khẩu Thái Lan 100%. Xe mang biển số Đồng Nai và đi siêu lướt luôn, chỉ mới có 720 cây số. Xe này phải gọi là có 102 nha anh chị, không phải là muốn kiếm là khó đâu, rất là khó kiếm. Xe lướt 720 cây mà giá rẻ hơn xe mới 200 triệu nữa, thì cô chú anh chị
Nếu chúng ta đang tìm những cái mẫu xe hybrid như vậy mà không đợi xe mới được thì có thể liên hệ cho Khánh nha. Số điện thoại phía dưới màn hình để Khánh có thể hỗ trợ trực tiếp cho cô chú anh chị ạ. Và một lần nữa Khánh xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video lần tới ạ.